Ok, và hai xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Anh Trung Kim Biên đây. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại và lợi hại ăn xưa. Hôm nay mình có một món quà tặng anh em. Đơn thôi, đơn đơn lộn 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 lộn. Một chiếc xe mà anh em yêu cầu mình review rất là nhiều. Đây là chiếc ghim tàu của mình vừa mới nhập về, ghim thái đàng hoàng nha. Ghim độ đàng hoàng nha, ghim 110 độ. Ghim Thái Lan độ luôn, quá dữ. Đó, anh em thấy phê phê chưa? Thôi có vậy, kiếm chỗ nào đậu sáng sáng lên đây. Đó, em quay rim của ta đây, thấy chưa, phê chưa? Để review sơ cho anh em con rim độ này. Đó, cặp vành cái kẻo vành vàng luôn chứ đựng đồ, phanh là phanh đĩa luôn nha. Cặp nó phanh gì đây, phanh của hãng gì ta, phần của hãng gì men hãng này mình không biết đó, nhưng mà nói chung phanh nhìn cũng đẹp á. Ổng bô này titanium luôn, cổ bô titanium, phụ của gì đây, nít nít tròn nữa, nít tròn nữa, của nít nít tròn gì á, biển số của Campuchia. Này xe Campuchia nhông sinh dễ các kiểu nè. Đó, có này trợ lực luôn, trợ lực của gì đây, cũng của nít tròn gì luôn, không phải của online. Đó, đi con quay huyền thoại 110cc. Dâu em chạy thử cho anh em xem nha. Ừ, con này mát lùng luôn, hai chống chân cái còn nhiều một khúc nữa kìa. Thấy con này lùng không, nhìn thằng da đen thằng Phan Linh ngồi nó cười thiệt, nhìn nó bé tí luôn. Rồi núp gió kìa, ui núp gió đúng thiệt chưa, xe đúng lùng luôn á. Thôi nhìn, Michael thằng này chạy không hợp tí nào hết. Trời ơi, ơi 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 ơi. Má ơi, game này game chiến gớt ngay, đậu má gớt tí nữa mình chết luôn, game chiến gớt ngay. Em kim chiến của mình rớt ngay mẹ ơi, nhằm bắt thử được em kim chiến của mình là lại rớt ngay chứ. Đó, lên bánh đầu các thứ lên phụ 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 nhìn nhìn em này lắc thì thôi rồi, lắc quá dữ luôn. Gì vậy, cái bánh nó nhỏ hơi bị nhỏ lạng lách rồi. Nhìn tiếu mãi luôn, nhìn nó nhìn, nhìn đích xe chạy rồi nhìn tiếu tiếu nữa. Lúc gió nè, lúc gió bá lại ba cái máy luôn kìa, giỡn chơi hay dân, giỡn hay dân chơi rim độ ghê men. Ôi ôi, có trợ lực có khác, phục nhúng cái kiểu nè, cái đầu này cái đầu nó nhẹ hơn cái đít nên nó không có dồn đầu lại được, không có phù, không có upside down nên nó không có thể chổng chổng ngược bánh trước lên được, phải chổng bánh sau chứ, cốc bánh sau chứ phải cốc bánh đầu thôi. Phần không có ABS, nốn 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 nốn. Ấy ơi ok men, lộn cu mèo, để test mắt biết em này là nữa nha, hồi nãy 360 đúng không, quá dữ cho em kim chiến. Game này đi cô gái là hết bài, chở gái không ta, bữa nào chở gái ha. Chở ngọc trinh đồ, ui lạng lách đánh võng là nghề của anh. À, hung hăng xa lộ đây, đua cúp Lư Hương mở rộng, tranh giải cúp bàn ờ chứ, vậy vậy đua bát hương vàng nhầm. Đó, em kim chiến của mình đua bát hương vàng nè, bả hay chưa, 369 là núp gió nào, 400 đúng không anh? Ấy đụng chiếc xe đó mày cũng xỉu luôn á, thôi là mình nhập bắt tử rồi không sao. Xem mẹ ơi anh da đen, mạnh mẽ lên nè. Kéo mạnh lắm, lực kéo mạnh dữ lắm. À,
dễ trâu, dạy dễ trâu. Ê hên quá, hên quá, hên quá. Phục xịn, phục xịn. Dạy kiểu chỉ trâu nè. Tốc độ bài thơ. Nhưng mà chiếc này nhìn lùng quá, nhìn anh da đen không hợp để kiếm nào nè. Ốm ốm nhỏ nhỏ ngồi vô mới hợp. Da đen bự quá, đất bự, mình bự nữa. Sao chơi. Ôi ma kéo gần 400 nước này. Quả trưởng lộn cái nào lăn lộn lộn gì mới hết can lộ lộ đó chạy châu Việt Nam chạy bốc tồi nè bô trả số cái kiểu không chạy cái đền rip nữa đền rip chạy đúng chắc chạy châu nha chạy châu nè bốc đồng lạng lách đánh giọng cái kiểu chạy châu Việt Nam ai da sorry không cho ai qua mặt hết á ui mày mày tuổi gì mà đua trẻ trâu gì ra là lạng lách đánh giọng bánh đánh đạt đầu xe các kiểu ai da bánh đánh 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 trẻ trâu Việt Nam chưa ơi gì bánh đạt đầu nè tôi bị sợ tao chưa chiếc màu trắng này láo á tạt ra xe nào gì đây đội nón vô hả ê á mình kéo nó được luôn nè phải trưởng mình kéo xe đi được luôn các bạn ơi đâu rồi em kiếm chiến của đâu rồi hình như mình đã kéo xe được luôn hả kim chiến đó đổi chiếc màu khác nè cái giá gì vậy sao kích động vậy kim chiến mạnh lắm em kéo xe mà ôi thôi 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 tao lại đây là đấu quất đường lỡ đậu má mình làm gì sai đậu mấy tiền bay ra luôn rồi thề luôn thôi chạy châu Việt Nam tiếp thôi lạng qua đường ngược chiều luôn chạy ghê không ấy ấy giá mày giết người rồi mày giết người rồi mặc ghế này thôi mày giết người rồi bước biến ở đây giết người rồi dạ 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 ấy giá cứu mạng này ô mày kết nè đi chạy xe kìa trời súng giật như chó vậy súng AK giật mắt giật luôn à không biết sao mà nghiệp tâm súng này được ta giật kìa bãi cái giật bắn single ê ê chạy kim chiến đó mày ai cho mày chạy kim chiến quá trời đứa chạy kim chiến luôn chúng ta sẽ chạy theo trẻ trâu Việt Nam chạy theo xì dầu ra kìa bể lớp rồi xuống xe xì dầu ra kìa chạy đi má chơi ngu vừa thôi mẹ đậu xanh bớt ngu đi bạn bớt ngu cho đầu ướt xẹo đi
làm cái đùng chết chết cả lũ luôn. Đi mà mưa tầm tã anh lại dắt con quái xế của mình ra để nài một vài vòng như bảo vài vòng rồi đem đi cắt tiếp xe để trong lâu ngày nữa bám bụi rồi phải chạy rửa xe đó, chạy trâu chạy phải vậy nè nè đó, chạy trâu này nè nè úi giời ơi chạy vậy đó được không? Nè nè chạy trâu đánh chống lãng nè, nãy chạy 100 km giờ luôn à, chạy đầu xe uốn 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 chống chân cái là bút chỉ luôn. Mày hết thần tốc với tao hả? Đua mày con lợn này, kéo nè kéo nè kéo nè, má ơi nó đụng tôi luôn à, thích kéo không? Đua rồi chị, đua lại mày làm kèo nữa mày chơi ấy ấy mẹ chơi quá gớt này luôn rồi, đậu xanh cố lên đây, cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên. Ủa đi đâu vậy? Đâu trời mưa mà đó, chạy ghê không? Đun đun này láo ép ép đó, trời đụng luôn ảnh. Anh sợ quá, đúng là trẻ trâu phải sợ Việt Nam thôi. Chơi gì nhanh ôi vậy? Dữ quá, tôi đứng nhanh vậy té luôn á. Chạy nhanh lắm, cuốn thắng xe lại như kêu kéo vô gọn luôn nè. Vô bài bao đội luôn, quá quá dữ quá dữ quá dữ quá dữ, phục ê xịn không ấy, phục xịn thiệt nhưng mà bay nướng rồi. Điện xe lên, điện xe lên không điện ngược rồi mẹ ấy, máy bay kìa, hãy đi được một khẩu súng không lộ đâu này, trời không trong tầm bắn rồi mà có cách rồi, sẽ được theo. Ta lại được heo xem quả tên lửa có trúng không nha, quả tên lửa đang bay heo. Quả tên lửa không trúng rồi, no mình sẽ ăn thịt con máy bay này luôn, ăn thịt xong được ta đó, mình vừa ăn thịt chứ có máy bay luôn, máy bay mất tiêu rồi. Ăn thịt chơi gì hay vậy? Chơi phải hay vậy chứ, hay hay không? Ăn thịt thì chết luôn. Ăn thịt chứ máy bay luôn mà, chứ máy bay đụng cái này là thành ăn thịt đó luôn mà, giỡn. Ê có trơn ăn thịt chiếc xe luôn à, tin không? Đó hay vậy? ăn thịt chiếc xe luôn á, giỡn nè nè nữa nè nè chống chống nè, vừa khai ăn thịt đó luôn. Ăn thịt chiếc xe tải đi luôn nè, tin không? Tin không? Tin thôi, tin thì không ăn đâu, tin không? Không không tin à, ok được, vừa khai ăn thịt nè. Nè hay ghê không, muốn ăn thịt ai là ăn thịt luôn á, mẹ ăn thịt này luôn là tin không, ăn thịt người luôn á, ăn nha, cạp 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 cạp
Ê, chơi gì cắn người ta vậy? Siêu nhân mà, siêu nhân cắn người. À, siêu nhân đỏ. Dao. Siêu nhân đỏ, siêu nhân cắn người. Đi xe lại. Trả tiền đây. Trả tiền đây thằng điên kia. Ê! Lỗn xăng chết luôn rồi. Là ai? Là ai? Là ai? Là Tiến. Khùng. Ê, chơi gì? Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người chung đưa tiếp theo nhé mọi người nhé. Đăng ký kênh cũng như subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Bye. Bye, Lý Tiến. Bye. Biết gì bye bye.